Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của báo Sức khỏe và Đời sống. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn đón xem phần tin chi tiết. Ngày 9 tháng 12, công an thành phố Vũng Tàu tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang tạm giữ tài xế xe bán tải và 6 người ngồi trên xe để điều tra những hành vi vi phạm. Tài xế điều khiển xe bán tải này bị phát hiện dương tính với ma túy. Qua kiểm tra, công an tiếp tục phát hiện 6 người khác ngồi trên xe cũng dương tính. Đồng thời phát hiện 4 khẩu súng và nhiều hung khí khác. Cụ thể, khoảng 1 giờ ngày 9 tháng 12, Công an thành phố Vũng Tàu tổ chức kiểm tra chuyên đề nồng độ cồn, ma túy trên địa bàn. Quá trình làm nhiệm vụ, phát hiện ô tô bán tải hiệu Toyota mang biển kiểm soát 70C-03517 chạy hướng từ bãi sau đi bãi trước nên ra hiệu dừng kiểm tra. Người lái xe bán tải là Nguyễn Nhật Hào, 25 tuổi, quê Tây Ninh, xuống xuất trình giấy tờ. Phát hiện Hào có biểu hiện phê ma túy nên lực lượng chức năng đã kiểm tra nhanh. Kết quả, Hào dương tính với ma túy lực lượng công an thành phố Vũng Tàu đưa tài xế này cùng 6 người trên xe về để lập biên bản vi phạm. Tiếp tục kiểm tra xe bán tải trên, công an thành phố Vũng Tàu phát hiện trong xe có 4 khẩu súng cùng nhiều mã tấu, dao dựa và ma túy dạng khay. Công an thành phố Vũng Tàu lập biên bản niêm phong các tăng vật để điều tra, lấy lời khai nhóm thanh niên đi cùng hào. Hiện vụ việc đang được công an thành phố Vũng Tàu tiếp tục làm rõ. Hiện nay có rất nhiều đối tượng mạo danh công an bằng cách mặc trang phục công an để thực hiện nhiều mục đích khác nhau. Hành vi này có thể gây ảnh hưởng rất nhiều đến hình ảnh của chiến sĩ công an và có thể bị xử phạt hành chính theo quy định. Như mới đây, chỉ vì muốn thỏa mãn đam mê làm công an mà hai thanh niên ở tỉnh Vĩnh Long đã lên mạng, đặt trang phục cảnh sát cơ động rồi giả danh công an đi tuần tra để nhắc nhiều người vi phạm giao thông. Công an huyện Vũng Liêm, tỉnh Long An cho biết, vừa mời làm việc đối với Nguyễn Hải Đương, sinh năm 2002, ngụ ở huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu, và Nguyễn Văn Phúc, sinh năm 1999, ngụ ở huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long, về hành vi sử dụng trái phép trang phục công an nhân dân. Trước đó, vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 7 tháng 12, Công an thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm phát hiện có hai đối tượng đi trên xe mô tô đang di chuyển về hướng xã Trung Hiếu, huyện Vũng Liêm, có biểu hiện bất thường. Đối tượng phía trước mặc quần kaki màu đen, áo thun tay ngắn, áo khoác ngoài dài tay màu đen, mang giày và tất của lực lượng công an. Đối tượng phía sau mặc trang phục cảnh sát cơ động. Sau khi phát hiện, công an thị trấn Vũng Liêm thông báo cho công an xã Trung Hiếu tiến hành chốt chặn kiểm tra. Bước đầu làm việc, Nguyễn Hải Đương khai nhận đã đặt trang phục công an nhân dân, cụ thể là trang phục của lực lượng cảnh sát cơ động trên mạng xã hội Facebook với số tiền 2 triệu 980 000 đồng. Sau khi nhận trang phục vào ngày 7 tháng 12, Đương mặc trang phục cảnh sát cơ động và đưa cho Phúc một đôi giày và tất của ngành công an. Bảo Phúc mang vào rồi chở Đương đi trên các tuyến đường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Mục đích của Đương và Phúc là giả danh công an tuần tra để nhắc nhở người vi phạm giao thông và thỏa mãn đam mê làm công an của mình. Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, thời gian qua, liên tiếp xảy ra các vụ việc liên quan tới trẻ em ở nhiều địa phương, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Mới đây nhất, tại tỉnh Bạc Liêu, lợi dụng lúc người nhà đi vắng, gã ông Dượng đồi bại đã hai lần gọi cháu gái sinh năm 2007 sang nhà để quan hệ, khiến cho cháu có thai. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Diệp Đen, 48 tuổi, ngụ ở xã Hương Hội, huyện Vĩnh Lợi, để điều tra và xử lý. Theo điều tra, Diệp Đen là ông Dượng của MD, sinh tháng 6 năm 2007. Khoảng cuối tháng 4, Đen có hai lần kêu MD sang nhà để quan hệ. Sau mỗi lần quan hệ, MD được Đen cho số tiền 100.000 đồng. Đến đầu tháng 10, gia đình thấy MD có biểu hiện bất thường nên đưa đến bệnh viện thăm khám thì phát hiện MD có thai khoảng 27 tuần tuổi. Qua giám định của cơ quan chức năng, thời điểm MD bị Đen bắt quan hệ khi chưa đủ 16 tuổi, vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ sự việc đáng tiếc trên cũng là lời cảnh tỉnh cho tất cả mọi người bởi nó không chỉ gây tổn thương về thể chất mà còn cả về tâm lý cho trẻ do đó gia đình cần phải nâng cao vai trò trách nhiệm quan tâm dành nhiều thời gian cho con em phối hợp với nhà trường giáo dục trang bị những kiến thức hiểu biết nhất định về giới tính kỹ năng xử lý khi gặp tình huống nguy hiểm đặc biệt trẻ em phải được nâng cao các kỹ năng tự bảo vệ bản thân để tránh rơi vào tình huống đáng tiếc như trên thưa quý vị khai thác vàng trái phép vẫn đang là một vấn nạn khó phát hiện và xử lý đứng trước sức hút của lợi nhuận nhiều đối tượng vẫn ngang nhiên vi phạm pháp luật thực hiện các hành vi khai thác vàng trong rừng mới đây công an tỉnh bình thuận vẫn tiếp tục đấu tranh lấy lời khai để xử lý các đối tượng có liên quan tới vụ việc khai thác khoáng sản trái phép vừa bị công an tỉnh này triệt phá Chuyên án này do Đại tá Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận trực tiếp chỉ đạo và triển khai các biện pháp nghiệp vụ với lực lượng tham gia. Thông tin ban đầu từ Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, khoảng 3 giờ sáng ngày 9 tháng 12, Công an Bình Thuận đã huy động hơn 150 cán bộ chiến sĩ thuộc Công an tỉnh và Công an huyện Bắc Bình phối hợp với lực lượng chức năng đồng loạt xuất kích. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã bắt quả tang 28 đối tượng đang có hành vi phân loại, tuyển rửa, thu hồi kim loại nặng, khai thác khoáng sản trái phép quy mô lớn. Hiện trường nằm tại khu vực ngách đào giữa thuộc thôn Tà Mon, xã Phan Sơn, huyện Bắc Bình. Do khu vực này nằm trong rừng sâu nên các lực lượng chức năng phải đi bộ, lội rừng hàng cây số mới tới địa điểm khai thác trái phép. Tại hiện trường, công an tỉnh thu giữ nhiều máy móc và phương tiện liên quan gồm xe múc, xe máy cày máy xay đá, máy bơm, hai xe bán tải công an thu giữ một lượng lớn mẫu vật kim loại màu vàng và nhiều bao hóa chất độc hại phục vụ cho việc tuyển rửa kim loại nặng đáng chú ý khu vực các đối tượng tuyển rửa kim loại thì hóa chất độc hại được đổ thẳng xuống nguồn nước suối dưới khe núi trong chiều ngày 9 tháng 12, Công an tỉnh Bình Thuận tiếp tục phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận đã phối hợp lấy mẫu nước và mẫu bùn, mẫu đất để phân tích thành phần, tính chất của các mẫu nhằm làm cơ sở xử lý theo quy định của pháp luật. Hiện Công an tỉnh đang triển khai các biện pháp điều tra xác minh, làm rõ vụ việc. Tình trạng khai thác vàng luôn là vấn đề nóng, đáng báo động. Hiện lực lượng chức năng và các địa phương đã thành lập nhiều đoàn kiểm tra liên ngành, lực lượng công an đã liên tục truy quét các đối tượng khai thác vàng trái phép. Hành vi này cần phải được nhanh chóng xử lý để tăng tính gian đe với các đối tượng hủy hoại thiên nhiên vì lợi ích cá nhân. Quý vị thân mến, như đã thông tin, trải qua 3 ngày, hai phạm nhân trốn trại ở Hà Tĩnh đã xa lưới pháp luật vào dạng sáng ngày 9 tháng 12. Trong gần 72 giờ không kể ngày đêm truy rùng gắt cao, cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh Hà Tĩnh đã chia thành nhiều mũi đón lõng thậm chí phải nổ súng thị uy khi giáp mặt hai đối tượng để tiến hành khống chế. Trung tá Thái Doãn Ngọc, phó giám thị trại giam Xuân Hà cho biết, sau khi hai phạm nhân bỏ trốn, đơn vị đã phối hợp với cục cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng bộ công an và công an tỉnh Hà Tĩnh huy động tối đa lực lượng chia thành nhiều mũi trinh sát, khoanh vùng, khép kín địa bàn để truy bắt hai phạm nhân. Trong ngày 8 tháng 12, lực lượng công an đã được điều động đến khu vực rừng ngập mặn xã Cẩm Hà, huyện Cẩm Xuyên nơi nghi vấn đối tượng đang lẩn trốn. Sau nhiều giờ tìm kiếm không có kết quả, các lực lượng chuyển hướng đến khu vực rừng núi thuộc các xã Cẩm Sơn, Cẩm Minh, huyện Cẩm Xuyên để tiếp tục tìm kiếm. Khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, tổ công tác do trung tá Thái Doãn Ngọc làm tổ trưởng tiến hành truy vết các phạm nhân ở khu vực núi cao xã Cẩm Sơn. Tại đây, phát hiện dấu vết của hai phạm nhân. Nhận định hai phạm nhân đã có hướng di chuyển xuống núi, hướng địa bàn xã Cẩm Sơn. Ngay khi khoanh vùng nơi hai phạm nhân ẩn náu, Lực lượng công an tiếp tục bổ sung thêm 8 mũi tìm kiếm tại các xã Cẩm Sơn, Cẩm Minh, Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên và xã Kỳ Phong, Kỳ Trung, Kỳ Tây, huyện Kỳ Anh để tuần tra, đón lõng hai phạm nhân trên các tuyến đường và các khu vực khả nghi mà phạm nhân có thể đi qua. Lúc 1 giờ 45 phút dạng sáng ngày 9 tháng 12, Trung tá Thái Doãn Ngọc và Đại úy Nguyễn Thống Nhất, cán bộ trại giam Xuân Hà, tuần tra trên trục đường xã Cẩm Minh, đoạn giáp danh với xã Cẩm Lạc, phát hiện hai phạm nhân đang đi bên lề đường nên nhanh chóng xuống xe chi hô yêu cầu hai phạm nhân nằm xuống, nổ súng thị uy và bắt giữ. Hai cảnh sát liên lạc với các tổ công tác khác đến hiện trường để di lý hai phạm nhân về trại giam Xuân Hà. Sau khi bị bắt giữ, hai phạm nhân có biểu hiện đói, mệt và bước đầu khai do nhớ nhà, phát sinh tình cảm đột xuất nên đã bỏ trốn khỏi nơi giam giữ. Việc bắt thành công hai đối tượng truy nã nguy hiểm đã thể hiện được sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, sự trung sức, đồng lòng của nhân dân trong phối hợp, cung cấp thông tin, hỗ trợ các lực lượng trong quá trình truy bắt. Tình yêu qua mạng xã hội đang tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm. Không quen biết về nhau, thế nhưng một số người vẫn dễ dàng yêu một người chỉ qua những tin nhắn, trao đổi trên mạng, để rồi sau đó hối hận khi bị lừa tình. Mới đây, qua video call, một đối tượng đã rủ bạn gái quen qua mạng lên thành phố Hồ Chí Minh chơi rồi trói lại và cướp tài sản. Ngày 10 tháng 12, Công an quận 10 thành phố Hồ Chí Minh đã tạm giữ Đỗ Thành Lý, 32 tuổi, ngụ ở thành phố Thủ Đức để điều tra về hành vi cướp tài sản. Theo điều tra, tháng 10 năm 2023, Lý quen chị M, 23 tuổi, ngụ ở tỉnh Cà Mau. Qua mạng xã hội, họ thường video call cho nhau. Thấy chị M đeo nhiều vàng nên Lý nảy sinh ý định cướp tài sản. Ngày 7 tháng 12, Lý rủ chị M lên thành phố Hồ Chí Minh chơi để tâm sự. Tin tưởng nên chị M đồng ý rồi đi xe khách từ Cà Mau lên thành phố Hồ Chí Minh. Ly đón chị M rồi chở chị này vào một khách sạn ở phường 12 quận 10. Sau đó, người này dùng vũ lực chói chị M lại rồi lấy dây chuyền, nhẫn, lắc vàng, điện thoại iPhone 12 Pro Max và 2,5 triệu đồng rồi bỏ đi. Chị M đến công an trình báo. 17 giờ sau, Lý bị bắt. Vụ việc cũng chính là bài học cảnh tỉnh cho những người con gái nhẹ dạ cả tin, đặt tình yêu chỉ qua những hình ảnh và tin nhắn trên không gian ảo. Rất may cho cô gái trong vụ việc đã không bị đối tượng gây ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như đã lấy lại được tài sản của mình. Tuy nhiên, may mắn sẽ không phải lúc nào cũng xuất hiện, mỗi người phụ nữ cần phải cảnh giác hơn nữa, đặc biệt là trong các mối quan hệ qua mạng. Vừa qua trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, một chiếc xe khách 16 chỗ đang lưu thông trên đường thì bất ngờ tông mạnh vào xe tải dừng đậu bên đường. Vụ va chạm khiến cho cô gái trẻ bị thương phải nhập viện cấp cứu. Đội cảnh sát giao thông An Lạc, phòng PC08 công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra vụ tai nạn giao thông giữa xe khách 16 chỗ và xe tải trên quốc lộ 1, đoạn qua phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 14 giờ ngày 9 tháng 12. Lúc này, xe khách 16 chỗ mang biển kiểm soát 64G00093 đang lưu thông trên quốc lộ 1, hướng từ tỉnh lộ 10 đi vòng xoay An Lạc. Khi vừa qua hầm chui tân tạo, xe khách 16 chỗ bất ngờ tông vào đuôi xe tải đang đậu bên lề đường. Vụ va chạm mạnh khiến cho xe khách 16 chỗ bị vỡ nát phần đầu, biến dạng, còn xe tải bị hất văng vào giải phân cách cứng. Thời điểm xảy ra vụ tai nạn trên, xe khách 16 chỗ có 4 người, bao gồm cả tài xế trong đó có một cô gái khoảng 23 tuổi bị thương được đưa đi cấp cứu. Vụ tai nạn khiến cho giao thông qua khu vực gặp khó khăn. Đội cảnh sát giao thông An Lạc phòng PC08 Công an Thành phố Hồ Chí Minh có mặt để xử lý hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Tình trạng ma túy ngụy trang, núp bóng dưới dạng đồ ăn hoặc đồ uống được bắt gặp ngày càng nhiều trong thời gian qua. Dưới những vỏ bọc ấy, người dân có thể bị nhầm lẫn, dẫn tới dùng quá liều và nguy hiểm đến tính mạng. Đặc biệt mới đây tại thành phố Hồ Chí Minh, xảy ra trường hợp có ba nữ tạp vụ bị ngộ độc cần sa do ăn bánh quy của khách thuê nhà để lại. cả ba đều nhập viện trong tình trạng choáng váng và mất khả năng tương tác. Ngày 9 tháng 12, công an thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang cẩn trương làm rõ nguyên nhân, truy xét những người liên quan đến vụ việc ba nữ tạp vụ bị ngộ độc ma túy sau khi ăn bánh. Danh tính ba người bị ngộ độc được xác định là chị Đoàn Thị P, 38 tuổi, ngụ tại thành phố Thủ Đức; chị Phan Thị H, 43 tuổi, ngụ huyện Củ Chi và chị Phù Thị Kim Hát, 31 tuổi, ngụ tại quận 4, cùng thành phố Hồ Chí Minh. Theo cơ quan chức năng, ngày 7 tháng 12, một nhóm khách thuê căn nhà trong hẻm 189C Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền để tổ chức tiệc. Tiệc xong, cả nhóm khách ra về, còn lại nhiều đồ ăn và thức uống thừa. Sau đó, chủ nhà thuê bốn nữ tạp vụ đến dọn dẹp. Trong lúc dọn dẹp, có ba người thấy trên bàn có một loại bánh giống với bánh quy là thức ăn còn thừa sau tiệc nên đã lấy ăn. Sau khi ăn bánh, cả ba nữ tạp vụ xuất hiện triệu chứng lơ mơ, mất khả năng tương tác nên được đưa đi cấp cứu. Tại bệnh viện Lê Văn Thịnh, bác sĩ đã thăm khám, xét nghiệm nước tiểu. Kết quả, cả ba người đều dương tính với chất ma túy dạng cần sa. Hiện cả ba người đang được điều trị tại đây. Người nhà ba nữ tạp vụ cũng cho biết, trước một giờ xảy ra triệu chứng, cả ba người này nói đã ăn một loại bánh giống với bánh quy, không rõ nguồn gốc, không rõ bánh của ai. Cảnh sát khám nghiệm hiện trường căn nhà đã phát hiện khoảng 40 vỏ bong bóng, nhiều thức ăn, đồ uống và một loại bánh dùng với bánh quy. Hiện có nhiều loại ma túy mới xuất hiện, không chỉ dưới các dạng truyền thống như viên, bột mà còn được trộn vào nhiều loại thực phẩm, đồ ăn thức uống như trong vụ việc trên. Do đó, người dùng cần chú ý tìm hiểu kỹ những thực phẩm mà mình sử dụng, đọc kỹ thông tin thành phần trên vỏ bao bì và đặc biệt không nên tùy ý ăn đồ ăn lạ mà bản thân không rõ nguồn gốc xuất xứ thưa quý vị mới đây cư dân mạng đang rất bức xúc trước một video ghi lại hình ảnh hai người dùng chai bia bàn ghế nhựa hành hung một nhân viên đổ xăng tại huế không rõ vì mâu thuẫn gì thế nhưng hai đối tượng cùng tên chính đã đánh nhân viên cây xăng bị thương phải nhập viện điều trị Ngày 10 tháng 12, Công an thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, cơ quan này đã làm rõ hai đối tượng hung hãn tấn công hai nhân viên cửa hàng xăng dầu Petrolimax số 11 ở phường Tây Lộc thành phố Huế. Đó là các đối tượng Hồ Công Chính, sinh năm 1976, trú tại phường Phú Hội thành phố Huế và Nguyễn Khắc Chính, sinh năm 1980, trú tại phường Tây Lộc thành phố Huế. Hiện Công an thành phố Huế đang khẩn trương trưng cầu giám định, củng cố hồ sơ để xử lý hai đối tượng này về hành vi cố ý gây thương tích. Trước đó, tại cửa hàng xăng dầu Petrolimax số 11 ở phường Tây Lộc, do mâu thuẫn trong lúc đổ xăng, hai người đàn ông đã có hành vi dùng vỏ chai bia bàn ghế nhựa đánh hai nhân viên cửa hàng xăng dầu khiến cho những nhân viên này bị thương phải nhập viện điều trị. Hình ảnh từ camera tại cửa hàng xăng dầu ghi lại cho thấy, mặc dù nơi công cộng và giữa ban ngày, nhưng hai đối tượng thể hiện hành vi hung hãn, côn đồ, liên tiếp tấn công hai nhân viên cây xăng. Bất chấp nhiều người can ngăn, ngay khi nhận được tin báo của người dân, công an thành phố Huế đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, điều tra vụ và xác định hai đối tượng hành hung nhân viên cửa hàng xăng dầu là Hồ Công Chính và Nguyễn Khắc Chính. Nhiều người dân chứng kiến vụ việc không khỏi bất bình trước hành vi côn đồ nên đề nghị cơ quan chức năng sớm vào cuộc xử lý nghiêm đối với hai đối tượng. Có thể thấy hành vi của hai đối tượng là rất manh động, chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt nhưng đã sử dụng hung khí tấn công nhân viên cây xăng. Hiện chưa rõ thương tích của nạn nhân ra sao, tuy nhiên hành vi của hai đối tượng này chắc chắn sẽ phải chịu hình phạt thích đáng của pháp luật bởi sự côn đồ của mình. Gần 3 tháng trôi qua kể từ vụ cháy trung cư mini ở ngõ 29 phố Cương Ngạn, quận Thanh Xuân, các nạn nhân sống sót sau thảm kịch vẫn đang từng bước vượt qua nỗi đau và ổn định lại cuộc sống. Sáng ngày 9 tháng 12, Ban tổ chức đêm nhạc Cánh Hoa Bay đã phối hợp với báo Tiền Phong tổ chức chương trình thăm hỏi, chia sẻ với các học sinh, sinh viên trong vụ cháy đại diện ban tổ chức đêm nhạc cánh hoa bay gồm ca sĩ ngọc khuê người đã khởi xướng chương trình ca nhạc cánh hoa bay họa sĩ nguyễn đức việt người đã ủng hộ chương trình bức tranh ngõ thu vàng để đấu giá ủng hộ các nạn nhân tại đêm diễn bức tranh đã được bán với giá hơn 100 triệu đồng cùng một số nhà hảo tâm khác theo chương trình dự kiến các đại biểu đại diện ban tổ chức đêm nhạc cánh hoa bay sẽ thăm hỏi trò chuyện với các em học sinh sinh viên là nạn nhân trong vụ cháy qua câu chuyện của các em sẽ hiểu hơn về cuộc sống của những nạn nhân sau thảm họa Trước đó khuya ngày 12 tháng 9, sáng sáng ngày 13 tháng 9, đã xảy ra vụ cháy kinh hoàng tại trung cư mini tại số 37, ngõ 29 trên 70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, làm 56 người thiệt mạng, 37 người bị thương. Trong số đó, có rất nhiều trường hợp vợ mất chồng, con mất cha mẹ, bố mẹ mất con. Thậm chí, có cả gia đình ba thế hệ đều bị nạn trong thảm họa. Đêm nhạc diễn ra ngày 10 tháng 10 tại Nhà Văn hóa Trường Đại học Văn hóa Hà Nội với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, ca sĩ, toàn bộ số tiền ban tổ chức đêm nhạc cánh hoa bay thu được khoảng 500 triệu đồng đều dành để ủng hộ các nạn nhân trong vụ cháy là các em nhỏ và học sinh, sinh viên. Theo thông tin mới của Bộ Quốc phòng, người bị loạn thị nếu các tiêu chuẩn khác về sức khỏe đạt yêu cầu thì vẫn phải tham gia nghĩa vụ quân sự, thay vì quy định tất cả các trường hợp viễn thị đều không đủ điều kiện sức khỏe như hiện nay. Bộ Quốc phòng vừa ban hành thông tư 105-2023-TT-BQP, quy định tiêu chuẩn sức khỏe, khám sức khỏe cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng thay thế cho thông tư liên tịch 16-2016-TT-LT-BIT-BQP có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2024. Theo thông tư 105, tiêu chuẩn chung về sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự là đạt sức khỏe loại 1-2-3 theo quy định. Trong đó loại 1 là tất cả các chỉ tiêu khám đều đạt điểm 1, chỉ tình trạng sức khỏe rất tốt. Loại 2 là có ít nhất một chỉ tiêu bị điểm 2, chỉ tình trạng sức khỏe tốt. Loại 3 là loại ít nhất một chỉ tiêu bị điểm 3, chỉ loại sức khỏe khá. Loại 4 là loại ít nhất một chỉ tiêu bị điểm 4, chỉ tình trạng sức khỏe trung bình. Loại 5 là loại có ít nhất một chỉ tiêu bị điểm 5, chỉ tình trạng sức khỏe kém, và loại 6 là loại ít nhất một chỉ tiêu bị điểm 6, chỉ tình trạng sức khỏe rất kém. Một trong những điểm mới quy định tại thông tư 105 lần này đó là việc chấm điểm các bệnh về mắt. Hiện nay, theo thông tư liên tịch số 16, người bị loạn thị, bao gồm tất cả các loại, sẽ bị chấm điểm 6, tức được xếp vào nhóm sức khỏe loại 6, không đủ điều kiện tham gia nghĩa vụ quân sự. Tuy nhiên, theo thông tư 105 mới ban hành, người loạn thị do sinh lý hoặc dưới 1 đi ốp sẽ được chấm 2 điểm, lớn hơn hoặc bằng 1 đi ốp sẽ được chấm 3 điểm. Trong trường hợp bị loạn thị đã phẫu thuật, hết loạn thị sẽ được chấm 3 điểm hoặc 4 điểm tùy trường hợp. Như vậy, với người đang loạn thị bị chấm điểm 2 mà các tiêu chuẩn sức khỏe khác không có tiêu chuẩn nào bị chấm điểm 3, 4, 5, 6 thì đạt sức khỏe loại 2, khi đó sẽ đủ điều kiện để nhập ngũ bình thường. Tương tự với những người loạn thị bị chấm điểm 3 mà các tiêu chuẩn sức khỏe khác không có tiêu chuẩn nào bị chấm điểm 4, 5, 6 thì sẽ đạt sức khỏe loại 3. Khi đó sẽ đủ điều kiện để nhập ngũ bình thường. Bên cạnh loại sức khỏe, thông tư 105 cũng quy định không gọi nhập ngũ đối với công dân nghiện các chất ma túy, tiền chất ma túy được quy định tại nghị định 57/2022 về danh mục các chất ma túy và tiền chất. Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng sẽ quy định một số tiêu chuẩn riêng trong tuyển chọn nghĩa vụ quân sự. Chiều ngày 8 tháng 12, khoa cấp cứu bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ngãi tiêm nhận gần 30 học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở Trần Văn Trà, xã Tịnh Long, thành phố Quảng Ngãi. Tất cả các trường hợp nhập viện đều có triệu chứng buồn nôn, đau bụng. Các em học sinh cho biết, đầu giờ chiều ngày 8 tháng 12, một phụ nữ đến trường và cho các em một loại thực phẩm trông như thạch. Sau khi ăn xong, các em đều có triệu chứng đau bụng và buồn nôn. Trước tình trạng trên, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Quảng Ngãi đã có văn bản gửi các trường trực thuộc về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm. Theo Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Quảng Ngãi, hiện nay trên địa bàn thành phố xuất hiện hiện tượng người lạ đến cổng trường phát thực phẩm không rõ nguồn gốc gây ngộ độc thực phẩm cho học sinh đã xảy ra tại trường tiểu học và trung học cơ sở Trần Văn Trà. Để đảm bảo an toàn thực phẩm tại các trường học, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng của các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố tăng cường tuyên truyền về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm thức ăn đường phố tại các buổi trào cờ đầu tuần, buổi sinh hoạt ngoại khóa, tuyên truyền giáo dục về an toàn thực phẩm và thức ăn đường phố đối với học sinh bằng hình thức phù hợp với tâm lý lứa tuổi của học sinh, không cho học sinh mua ăn các thực phẩm không rõ nguồn gốc trong trường học. Bên cạnh đó, phòng giáo dục và đào tạo thành phố Quảng Ngãi yêu cầu các trường trực thuộc phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan, công an, chính quyền địa phương tổ chức xử lý các địa điểm buôn bán thực phẩm không rõ nguồn gốc trong và ngoài trường học, tuyệt đối không để hiện tượng buôn bán thực phẩm các loại nước uống không rõ nguồn gốc xảy ra trong nhà trường, đặc biệt là ở các căng tin trong trường học. Ngoài ra, các trường cần tổ chức công tác tuyên truyền đối với học sinh và phụ huynh về việc vệ sinh ăn uống, cẩn thận với các thức ăn đường phố không đảm bảo vệ sinh và không mua, nhận thức ăn hàng rong trước cổng trường. Cảnh giác với các đối tượng cấp phát thực phẩm không rõ nguồn gốc. Vụ giáo viên ở Tuyên Quang bị học sinh xúc phạm ném rét vào mặt chưa kịp lăng xuống thì mới đây dư luận lại xôn xao về việc một học sinh lớp 8 trường trung học cơ sở Hồng Bàng quận Nam thành phố Hồ Chí Minh bị giáo viên phạt làm gãy xương bả vai ngay trong giờ học. Bác sĩ Võ Đức Chiến, giám đốc bệnh viện Nguyễn tri Phương ở quận Nam thành phố Hồ Chí Minh cho biết, em HTTA là học sinh lớp 8 của trường trung học cơ sở Hồng Bàng ở quận Nam hiện đang điều trị tại bệnh viện. Theo bác sĩ Võ Đức Chiến, sau khi thăm khám, kết hợp với các kết quả chụp cho thấy, MTA không bị gãy xương bả vai như ban đầu chẩn đoán, mà chỉ bị chấn thương phần mềm, gãy xương bả vai chỉ là chẩn đoán ban đầu. Các kết quả thông tin mới nhất về vụ việc này, bệnh viện cũng đã thông báo cho gia đình của học sinh, nhà trường được biết. Thầy Trần Văn Luyện, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Hồng Bàng cho biết, vụ việc xảy ra vào chiều ngày 8 tháng 12 trong giờ học môn STEAM, hoạt động giáo dục tích hợp kiến thức các môn khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học. Khi kết thúc giờ học buổi chiều ở trường, về nhà thì em HTTA học sinh lớp 8 của trường cho phụ huynh biết là bị đau nhiều ở bà vai. Gia đình đã đưa em TA đi bệnh viện để khám và chụp x quang. Bước đầu qua xác minh của nhà trường, giáo viên môn công nghệ đã dùng cây anten, thiết bị dùng để giảng bài, đã tác động vật lý đối với học sinh trong giờ học môn STEM. Tuy nhiên khi đề cập đến nguyên nhân, thầy Trần Văn Luyện chưa trả lời. Ngay trong sáng ngày 9 tháng 12, nhà trường đã có buổi làm việc với các bộ phận có liên quan để tiến hành xử lý vụ việc này. Thầy Trần Văn Luyện cho rằng giáo viên gây thương tích cho học sinh là quá sai và chắc chắn sẽ bị xử lý. Hiện tại, nhà trường tạm thời không bố trí giáo viên trên dạy lớp tích hợp, đồng thời yêu cầu giáo viên viết tường trình để có hướng xử lý đúng người, đúng việc, không bao che sai phạm. Hiệu trưởng của nhà trường cũng tự nhận lỗi và chịu trách nhiệm khi là người đứng đầu mà để xảy ra vụ việc như trên. Nhà trường đã trao đổi với gia đình về biện pháp chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ bài vở khi học sinh tạm nghỉ và đề xuất chi trả toàn bộ chi phí điều trị cho học sinh. Liên quan tới vụ lùm xùm thông tin, một học sinh lớp 8 bị giáo viên đánh nghi gãy xương vai gây xôn xao dư luận. Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Tri Phương cho biết học sinh chỉ bị chấn thương phần mềm, không bị gãy xương bả vai. Sáng ngày 10 tháng 12, Bác sĩ Võ Đức Chiến, giám đốc bệnh viện Nguyễn Tri Phương xác nhận, em HTTA, học sinh lớp 8 của trường Trung học cơ sở Hồng Bàng, quận 5 thành phố Hồ Chí Minh, có đến bệnh viện Nguyễn Tri Phương để khám và chụp X quang. Bác sĩ Võ Đức Chiến không phải là người trực tiếp điều trị cho em HTTA. Tuy nhiên, sau khi trao đổi với các bác sĩ điều trị, bác sĩ Chiến cho biết, kết quả thăm khám kết hợp với chụp x quang cho thấy, MTA không bị gãy xương bà vai như ban đầu chẩn đoán, mà chỉ bị chấn thương phần mềm. Bác sĩ Chiến giải thích, gãy xương bả vai chỉ là chuẩn đoán ban đầu để đưa bệnh nhân đi chụp x quang. Được biết sau khi có kết luận chỉ bị chấn thương phần mềm, bệnh viện đã kê đơn thuốc giảm đau cho học sinh TA. Bệnh nhân về nhà chứ không phải ở lại bệnh viện điều trị. Trước đó thông tin từ phía nhà trường xác nhận vụ việc xảy ra vào chiều ngày 8 tháng 12 trong giờ học môn STEM, hoạt động giáo dục tích hợp kiến thức các môn khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học. Bước đầu xác minh cho thấy, giáo viên môn công nghệ đã dùng cây anten, thiết bị dùng để giảng bài, tác động đến học sinh TA. Kết thúc giờ học buổi chiều ở trường, em HTTA về nhà và than bị đau nhiều ở vai. Gia đình đã đưa em TA đi bệnh viện thăm khám. Trong ngày 9 tháng 12, lãnh đạo trường trung học cơ sở Hồng Bàng đã làm việc với các bộ phận có liên quan. Lãnh đạo nhà trường nhận định việc giáo viên đánh học sinh là sai và nhà trường sẽ xử lý. Mới đây, mạng xã hội chia sẻ đoạn video dài hơn 2 phút ghi lại hình ảnh nhóm người nước ngoài điều khiển xe đạp như diễn xiếc qua nhiều tuyến phố ở Hà Nội, đang thu hút được sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Nhiều người đã bày tỏ biểu tượng phẫn nộ cũng như bình luận bất bình và đề nghị cơ quan chức năng cần xử lý ngay hành vi nguy hiểm của nhóm người này. Theo hình ảnh được người dân ghi lại và đăng tải cho thấy, một nhóm khoảng gần 10 người nước ngoài điều khiển xe đạp qua nhiều tuyến phố, trong đó có đoạn qua phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội, hướng về khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm. Đang nói, mặc dù di chuyển trên đường hỗn hợp, khu vực có đông phương tiện qua lại. Thế nhưng, nhóm người liên tục lạng lách, bốc đầu và có nhiều pha biểu diễn nguy hiểm như đứng trên yên xe, đi bằng một bánh. Chứng kiến cảnh nhóm người nước ngoài diễn xiếc trên đường phố, nhiều người tham gia giao thông không còi ngạc nhiên, đi chậm sát vào vỉa hè. Trong đoạn video cũng có thể thấy, khi di chuyển qua một ngã tư, nhóm người này đã suýt xảy ra va chạm với một xe máy. Mặc dù chưa rõ sự việc cụ thể ra sao, Thế nhưng, đoạn video sau khi đăng tải đã nhận được hàng ngàn lượt thích và chia sẻ từ cộng đồng mạng. Đa số người xem đều cho rằng, hành động biểu diễn trên xe đạp của nhóm người là rất phản cảm, gây nguy hiểm cho các phương tiện khác khi tham gia giao thông. Một số bình luận được người xem để lại như sau. Sợ thật, mấy anh người nước ngoài có khác, không biết sợ là gì, diễn xiếc trên đường nguy hiểm quá. Mong cơ quan chức năng sớm làm rõ, rất phản cảm mà còn gây nguy hiểm cho người khác. Đường phố chứ có phải sân khấu đâu, đi chiếm hết cả đường như vậy, loạn thật. Vừa qua trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài gần 1 phút, ghi lại hình ảnh về một số người đang đốt tiền vàng mã tại lò hóa sớ kèm theo nội dung. Hải Dương, 20 tấn vàng mã trả lễ đốt 3 ngày chưa hết tại đền quan lớn Tuần Tranh. Trước thông tin lan truyền gây xôn xao dư luận, mới đây, cơ quan chức năng ở Hải Dương đã lên tiếng về sự việc này. Tối ngày 8 tháng 12, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip dài gần một phút ghi lại hình ảnh về một số người đang đốt tiền vàng mã tại lò hóa sớ kèm theo nội dung. Hải Dương, 20 tấn vàng mã trả lễ đốt 3 ngày chưa hết tại đền quan lớn tuần tranh. Đây là 20 tấn vàng mã của một tín chủ đốt để trả nợ tại đền quan lớn tuần tranh Ninh Giang. Đã 3 ngày mà chưa đốt xong 400 bao, số lượng vẫn còn khá nhiều và ngổn ngang tại khu vực hóa vàng trước thông tin lan truyền cho rằng sự việc diễn ra tại đền quan lớn tuần tranh đền tranh thuộc thôn tranh xuyên xã đồng tâm huyện ninh giang hải dương phóng viên báo sức khỏe và đời sống đã tìm về đền tranh và làm việc với lãnh đạo chính quyền sở tại về thông tin trên, ông Nguyễn Văn Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đồng Tâm cho biết, thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng đốt 20 tấn vàng mã trong 3 ngày của một tín chủ chưa hết và vàng mã vứt ngổn ngang tại đền tranh là không chính xác. Đây là thông tin sai sự thật, gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân và ảnh hưởng lớn đến di tích lịch sử văn hóa quốc gia của địa phương cũng như nhà đền. Theo ông Phúc, vào chiều ngày 7 tháng 12, bà Liên, chú tại tỉnh Thái Bình, đại diện cho hơn 500 hộ dân sinh sống ở nhiều tỉnh thành khác nhau có liên lạc với Ban Quản lý Di tích Đền Tranh được sang làm lễ tạ. Sau khi sang đến nơi, đoàn của bà Liên có chở theo 100 bao tải, chứ không phải 400 bao như thông tin lan truyền. Bên trong đựng tiền vàng mã và mỗi bao tải có trọng tải 15kg. Sau khi được Ban Quản lý Di tích đồng ý, bà Liên có vào đền để làm lễ. Ông Phúc nói, ngay khi phát hiện số tiền vàng mã lớn, chúng tôi đã trao đổi với đoàn bà Liên là không thể hóa toàn bộ tại đây, vì lò hóa sớ của nhà đền không thể đáp ứng, sẽ hỏng lò và gây ô nhiễm môi trường. Sau đó chúng tôi chỉ cho phép hóa 30 bao tại lò hóa sớ của đền, số còn lại chúng tôi cho trở đi hóa tại các đền, chùa, đình trên địa bàn và khu vực lân cận. Ngay trong tối ngày 7 tháng 12, việc hóa toàn bộ số vàng mã của đoàn bà Liên đã xong. Bà Trần Thị Với, thủ nhang đền tranh cho hay, ngay từ đầu năm 2023, bà Liên có đến nhà đền để xin lễ lấy phúc cho các gia đình, các chủ được khỏe mạnh, bình an và cuối năm về trả lễ. Sau khi liên hệ với Ban Quản lý Di tích Đền Tranh, chiều ngày 7 tháng 12, đoàn bà Liên có về làm lễ và chờ theo số lượng lớn tiền vàng mã được đóng trong bao tải. Từ trước đến nay, chưa có đoàn nào hóa nhiều tiền vàng mã như vậy. Bà Với nói, khi tôi nghe thấy thông tin tại đền tranh đốt 20 tấn vàng mã trong 3 ngày chưa hết, vứt ngổn ngang, bản thân tôi thấy rất bực mình vì nói không đúng sự thật. Do lò hóa sớ của nhà đền không thể đáp ứng được nên chúng tôi chỉ đốt số lượng nhất định ở đây. Còn lại mang đi các nơi thờ tự khác để hóa và đến 20 giờ tối hôm đó mùng 7 tháng 12, toàn bộ số vàng mã được hóa xong. Sau đó chúng tôi dọn dẹp, vệ sinh sạch sẽ. Trả lời phỏng vấn của báo Sức khỏe và Đời sống, ông Nguyễn Thành Vạn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ninh Giang nói: Ngay khi nắm được thông tin, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện đã cho kiểm tra xác minh và khẳng định không có việc tại đền Quan lớn Tuần Tranh đốt 20 tấn vàng mã trong 3 ngày chưa hết với 400 bao tải. Lãnh đạo huyện đang giao cho cơ quan chức năng tiến hành xác minh làm rõ nguồn tin thất thiệt này được ai đăng tải để có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật. Cùng theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ninh Giang, hiện tại, lãnh đạo huyện đã chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin huyện yêu cầu ban quản lý di tích Đền Tranh, Ủy ban nhân dân xã Đồng Tâm báo cáo tuyên truyền đối với du khách thập phương khi về đền quan lớn tuần tranh lễ bái. Đây là di tích lịch sử văn hóa quốc gia là nơi thực hành tín ngưỡng dân gian, cho nên việc lễ bái tâm linh đối với du khách là cần thiết, nhưng nếu quá đà sẽ trở thành mê tín dị đoan là không được bởi khi chở một số lượng lớn tiền vàng mã về để hóa sẽ gây lãng phí, nguy cơ cháy nổ và phản cảm. Thời gian qua mặc dù cơ quan chức năng đã tăng cường tuyên truyền về công tác phòng cháy chữa cháy cũng như kỹ năng thoát nạn cho người dân, thế nhưng với sự chủ quan, hỏa hoạn vẫn thường xuyên xảy ra, đặc biệt nguy hiểm hơn khi xảy ra tại nhà cao tầng. Mới đây tại thành phố Hồ Chí Minh, đám cháy bùng lên từ căn nhà trên đường Nguyễn Chí Thanh ở quận 10 khiến 6 người mắc kẹt không thể tự xuống. Trước đó vào khoảng 5 giờ 35 phút ngày 10 tháng 12, khói lửa bùng lên từ căn nhà 4 tầng trên đường Nguyễn Trí Thanh, phường 6, quận 10. Phát hiện đám cháy, người dân xung quanh đã hô hoán, kêu cứu và huy động phương tiện tại chỗ, tiếp cận khống chế nhưng bất thành. Sáu người bên trong căn nhà tháo chạy lên ban công ở lầu 4 và mắc kẹt không thể tự xuống. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận 10 và đội chữa cháy cứu nạn cứu hộ khu vực 1 điều động xe thang cùng với nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Đám cháy được dập tắt vào lúc 5 giờ 45 phút. Cảnh sát đã dùng xe thang đưa tổng cộng 6 người tại ban công tầng 4 xuống đất an toàn. Đám cháy không gây thiệt hại về người nhưng làm hư hại một số tài sản vật dụng trong gia đình. Cảnh sát thành công khống chế ngọn lửa không để cháy lan. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ. May mắn vụ cháy không gây thiệt hại về người, thế nhưng trước việc liên tiếp các vụ cháy nổ xảy ra, mỗi gia đình cần nâng cao hơn nữa tinh thần phòng cháy, bởi có thể thấy chỉ cần một mồi lửa, tất cả có thể bị thiêu rụi, thậm chí là cả tính mạng con người. Cuối cùng là những thông tin đáng chú ý về dịp Giáng sinh sắp tới. Theo đó nhiều cây thông Noel lớn ở Hà Nội đã và đang được gấp rút hoàn thiện để phục vụ mùa Giáng sinh 2023. Tại khu vực trước Nhà thờ lớn Hà Nội, một cây thông Noel lớn đã được các công nhân gấp rút lắp đặt. Đây được coi là cây thông khổng lồ nhất tại Hà Nội phục vụ cho mùa Giáng sinh 2023. Các công nhân cho biết, chiều cao của cây thông là 16m, được trang trí bằng các vật phẩm quen thuộc như quả cầu, đèn điện, dây kim tuyến. Nhà thờ lớn Hà Nội là địa điểm quen thuộc của nhiều người dân và khách du lịch mỗi mùa Giáng sinh. Giống như những năm trước đây, cây thông được thiết kế với hệ thống đèn đổi màu thu hút nhiều khách khi tới đây. Trên đỉnh của cây thông Noel là ngôi sao Bethlehem, hay còn gọi là ngôi sao Giáng sinh. Theo lịch sử của người Công giáo, đây là ngôi sao đã dẫn ba nhà thông thái phương Tây đến Jerusalem. Ngôi sao ấy luôn ở phía trước họ, dẫn đường và dừng lại đúng tại nơi mà Chúa Giêsu Giáng sinh. Còn đây là hình ảnh cây thông Noel tại tòa nhà Lotte trên phố Đào Tấn Liễu Giai. Nhiều năm nay, tòa nhà này cũng thu hút nhiều người dân bằng những cây thông lớn với những thiết kế bất ngờ mỗi năm. Cây thông Noel cũng được dựng lên ở nhiều tòa nhà khác trên địa bàn Hà Nội, khiến cho không khí Giáng sinh đang tràn ngập ở thủ đô. Ngày lễ được cử hành chính thức vào ngày 25 tháng 12, nhưng thường được tổ chức vào tối ngày 24 tháng 12 bởi theo lịch do Thái, thời điểm tính bắt đầu một ngày là lúc hoàng hôn chứ không phải là lúc nửa đêm. Lễ chính thức vào ngày 25 tháng 12 còn được gọi là lễ chính ngày, còn lễ đêm 24 tháng 12 gọi là lễ vọng và thường thu hút nhiều người tham dự hơn. Tuy không phải là một dịp lễ truyền thống của Việt Nam, nhưng nhiều năm gần đây, lễ Giáng sinh hay còn gọi là Noel được tổ chức rất cầu kỳ và trang trọng. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đừng quên ấn like và subscribe ủng hộ kênh của chúng tôi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.